dẹp loạn Trừ Giang anh hùng cái thế, đó là út chót nhà ta với bao nhiêu chiến công nô nức xa gần. Tên kiểu này nhanh hơn. Em ơi, ráng đi giành đi em. Anh là của em có hiền à. Sắp tới phi vụ thứ 100 rồi, chắc là hoành tráng lắm đây. Cho bà giúp tôi nha. Tại còn có giá, cho nên đám gái đây nó cấu xé, nó giành về con tép tôi là phải rồi. Mà giúp người mà giúp cho chốt đi. Lỡ mà có chích mê chích mệt chàng đi chăng nữa thì cũng phải chảnh trẻ lên một chút xíu. Chàng chích mê tôi thì cô. Cô là ai? Biết là tí không biết con trai hay gái nữa. Thôi phải theo chưa dọn mà làm chi nhân. Dây với ông cũng là thảm họa, không thể nào dính dáng đến cái chuyện nhất nhật của ông được. Ông hả? Hai cái áo đầm tí mua cho con, mặc vô để người ta qua coi bắt. Nội đã làm một cái điều nên làm để không bao giờ phải hối hận. Tí ơi, con xin lỗi. Suốt cuộc đời này ông sẽ không bao giờ thoát khỏi thọc lòng của tôi đâu. Anh Thảo, anh đau quá.